bà gả con bà cho người ta, bà kêu bà khóc bà lại lia lịa, bà nói đâu có, tôi đâu có gả cho ai đâu. Rồi, bà nhớ lại coi, ông ngồi lát bà nói đúng rồi, thì bữa đó nó đi chơi mà tôi kêu nó quá kêu mà nó mới gì à, tôi mới rủa Hà Bá đéo. Thì 12 tuổi à, đúng cái giờ Linh bị nhỏ đi chơi á, bà rủa Hà Bá đéo mày. Ôi ơi, mấy bà già hồi xưa hay chữ đó, câu nói đó lắm, chứ không nói đi ngựa đi chó, dụng gái mà đi chơi tối ngày Hà Bá đéo mày của. Rồi nhỏ mắc bệnh quật quà quật quại, Hà Bá dắt hồn không đi đời. Rồi xuống đường thi công nó chết, ba ẩm quật quà quại vô thầy đưa hốt thuốc. Thầy mới hỏi bà ẩm nhỏ đi đâu nữa, thầy ráng cứu con tôi, bà bỏ con bà lại thầy. Ủa bà gả cho người ta rồi mà bà cứu cái vậy? Thầy nhìn biết không? Biết, bị cái vong hồn Hà Bá theo đó mà. Vợ người ta mà. Mẹ tôi gả cho tôi rồi, vợ tôi sống vợ chứ sống ai. À, rồi Đức Ông đứng bên mới nói thầy khùng đó, bệnh ta không trừ nói chuyện tào lao của mình thì đâu có thấy ai đâu, làm sao không mắt thường mà thấy Hà Bá được. Nói năm ngoái ngày nào tháng nào đó thầy nói rõ, bà gả con bà cho người ta, bà kêu bà khóc bà lại lia lịa, bà nói đâu có, tôi đâu có gả cho ai đâu. Rồi, bà nhớ lại coi, ông ngồi lát bà nói đúng rồi, thì bữa đó nó đi chơi mà tôi kêu nó quá kêu mà nó mới gì à, tôi mới rủa Hà Bá đéo. Thầy mới nói đó, bà gả cho người ta rồi, bà kêu người ta lại bà gả mà. Rủa ngày gian giờ Linh hả ông tôi? Ừ, giờ anh đúng đi. Giờ anh đi chơi. Gặp anh chết luôn. Hồi xưa mấy người già xưa nó sợ gì đó. Rồi thôi thầy nói thôi, bà lại sanh tử lửa bà, thầy nói thầy cũng nói khơi khơi à. Thầy nói thôi được rồi, người dương gian người ở địa phủ sao mà sống nhau được, thôi đừng phá hại người ta nữa. Thầy mới hóp hóp nước cúng thầy phun cái mọt thầy. Hơn lúc mình hút tiền nó ra đã thầy là Phật rồi mà. Tiền gì nữa là Phật trên tiền mấy cấp bậc. Phun cái một luôn hả ông Tư? Phun lần một mà trời cho uống miếng phun cả. Là chẳng có Đức Ông đã tin Đức Thầy cho ông Tư? Hơi tin hơi. Dạ. Chưa tin mấy lúc mà cứu vợ này chết á. Vợ này có đứa con, hai đứa con. Bữa cảm gió rồi chúng nhau cạo cạo lát buông ra té cái bịch chảy cánh chết luôn. Không biết bệnh gì. Chưa chết, cậu ông ư ông ngữ gì đang bỏ xuồng mới chèo xuống, nghe nói ông Tư Hòa ông ở trên Tân Châu này lận, trên An Phú này lận, chèo thầy biết, đương tiếp giảng giờ nghỉ thầy nghỉ ngơi, thầy không nghỉ thầy xuống mấy sông thầy đứng đó, ông này tới đó đang kêu vợ ấy ẩm lên cho thầy trị bệnh, vợ ra vợ sinh lẹ anh nét. Vậy là chết rồi. Chết rồi, lạnh ngắt rồi. Cái đẩy chiếc đệm lại xô ra chèo về. Thầy đứng ra nói vô đây, vô đây tôi cứu cho.
mà thấy thầy lúc đó 19 tuổi còn trẻ khô mà. Ông đâu biết thầy là thầy. Nói ông ơi vợ tôi chết rồi. Nói dối lại. Rồi đồng đạo người ta đứng chân quanh thầy, người ta đâu dám đứng gần. Ta nói đức thầy đó ông ơi, vô ông kêu ông vô thầy cứu cho. Ông nó quay xuồng trở lại vô. Rồi xúm nhau đồng đạo xuống mới kêu vô nhà. Vô nhà đức ông đâu đem vô nhà chánh. Đem tuốt xuống. Đức ông nữa rồi, tai họa tới nữa rồi. Rồi mẹ người ta chết thì cũng anh ai vô nhà nó bất nhân. Sợ. Thất đức. Đức ông chửi với sợ gì. Đem vô thầy mới biểu ông xuống trong đưa cái tô. Xuống trong múc cho tôi tô nước xui. Xui theo dòng nước. Ông xuống với ông múc ngược nước đem lên đức thầy nó đâu được. Tôi biểu ông múc nước xui mà ông múc nước ngược. Đổ vỡ. Xuống với múc xui. Ông xuống ông múc. Thầy mới cầm tô nước đó, thầy mới dở ấy ra để nằm dài. Thầy mới phun từ đầu tới giò. Phun ướt nhẹp hết. Thầy biểu đệ tử chung quanh nhóc đứng hai bên coi mà coi thầy mần cái phép gì linh mà làm cho ai thấy phép Phật được. Thầy biểu đậy lại thì xúm nhau đậy lại. Thầy đi hút thuốc giảng đạo ông cấp đâu chừng tiếng hồ thầy trả lời. Thầy biểu dở ra biểu ông chồng xuống kinh múc tô nước xuôi nữa đem lên thầy cũng phun y vậy. Thầy biểu đậy lại lần thứ ba xuống múc tô nữa dở lên ba biểu anh đỡ tôi ngồi vậy chắc nước quá trời. Nhất đó ông chồng chắc cũng sợ luôn. Sợ bỏ chạy luôn. Phun lần thứ nhất rồi tới giờ bổn đạo coi mấy ngàn người đã dạt đó sợ sợ tin đó. Dạ. Rồi thầy biểu xuống múc tô nước chui nó lên cho cô uống. Múc nước trong múc uống này kia rửa mặt này kia rồi. Thầy nó hết bệnh rồi về đi. Hết bệnh. Rồi vợ chồng con cái bên đạo Cao Đài xin quy y theo thầy ở nó mần công quả 3 năm. Ở đó luôn á ông thầy? Ở đó luôn. Còn mấy chắc ăn sợ đem gì chết nữa chứ. Thầy biết. Là chắc có con Nguyễn Đức Ông tin 100% luôn rồi đó. Tin rồi. Mỗi lần kêu mấy ông nho văn giỏi viết. Thầy đọc giảng nó viết bằng chữ không à. Trong nhà mấy cái máy in Đức Ông đâu cho in. Viết bằng bút tre hồi xưa bút tre. Bút tre không mực chấm đó. Bút lá tre chứ không phải bằng tre. Bút lá tre. Ngồi viết lá tre. Hồi đó tụi tao học gì có viết nguyên tử này đâu mà viết. Viết viết kỳ là xuống thầy giáo quấn mười mấy cây. Đỏ đứt luôn, chảy máu đứt luôn. Viết mực đó tập cho mình cái tánh gọn ghẽ khéo léo. Con chấm mà mười viết mực lem chữ nó cũng quấn. Chát chát rồi. Ủa ông Tư với ông Văn sao mà Đức Công có máy in mà không cho thầy mình in ra ông Tư? Nó khùng mày in gì, in tầm bậy tầm bạ rồi truyền bá ra người ta cự. Cái giấc chưa tin đó ông Tư? Đâu có tin. Còn giấc sau này có cho thầy mình in không Tư? Sau này á, chừng ông tin gắt gao đó là em vợ của ông Út á với Đức Ông mà đi núi mà biểu đáng đi ngày nữa ông cả là giải nghiệp đó. Ông đá cục đá gì mấy tháng. Hai ngày nữa mới đủ. Mà ông đi về trước 2 ngày về nhà bị hành. 3 tháng. Bị hành 3 tháng.
Rồi ông Út đi qua đi lại, đi qua đi lại gặp Đức ông Rên La đó, anh rể mà. Nhóc ruột. Gặp thầy nằm giọng thầy cũng không hỏi. Tính lại hỏi thầy nhưng mà lại đó ông nói như cứng họng, không mở miệng hỏi được. Tính hỏi sao để cho Đức ông vậy ta không được. Ừ. Lần thứ ba đi qua đi lại hoài, thầy hỏi ông đi đâu đó ông Út. Ông mới đứng lại quanh tay bạch thầy. Giờ ông Đức ông cũng rên la quá rồi, thầy có phương pháp nào độ nó, tôi cứu ông vậy à, có gì đâu. Tôi biểu ông ráng đi ngày nữa, nhưng trừ cái căn ông quả ông chịu. Ông về vừa nói vừa ngồi dậy, bỏ giọng đi lại. Ông lấy nước ông phun phèo phèo hết nhất. Hết nhất hối vợ ông, người ở nhà nấu cơm lẹ cho ăn, ăn mấy chén cơm bạch ngang la làng nữa. Nhất nữa. Ông hỏi ông Út chứ, bây giờ ông chịu nhất không, tôi cứu ông hết nhất, ông bị, ông Út không làm thinh. Đâu dám. Nên cái nghiệp của ông vậy đó mà ông không, không chịu, mà giờ ông có chịu thế không? Thế giờ ông vậy, ông này ông thấy xót ruột mấy ngày rên la, ăn uống không được, ngủ nghe không được. Ông sợ, ông dám. Không dám làm. Rồi đúng ngày giờ đó, thầy phun nước cũng hết rồi. Đúng 3 tháng sau hả ông Tư? Ừ. À đúng 3 tháng. Lúc ông lỡ ông phun đó thì còn mấy ngày nữa hết 3 tháng rồi. À. Chờ đúng ngày giờ đó mới hết. Mà đá gì, cục đá gì mà tới 3 tháng gì vậy? Cục đá bằng ngón tay à. Tại cái nghiệp, ổng đi núi chưa đủ nghề mà ổng đòi xuống á. Cục đá bằng ngón tay nó lọt trong kẻ giòi gì nè. Đi dãy qua căn. Chứ ban đá, cục đá bự rồi ai nói. Lọt luôn vậy mà hành vậy đó. Cái nghiệp. Nghiệp khiến. Nói chuyện. Cũng như đây là mày hỏi anh Năm này có bữa nói xe hai thằng hung nhau, tao nói là cái nghiệp của ông thầy Tân này còn nặng lắm. Tao năm đó cũng hung, tao đâu chữ tiếng nào niệm Phật, rồi nói thiệt tình thằng này nó hư, chạy xe nó không kể cái số mạng gì chứ. Mà dân bắt chó mà không hư sao được, dân trộm chó nó chạy ẹt xì tôm nó hiểm hiểm, mày nghe mày cũng nóng. Nó chạy vì nó tránh chiếc xe kia, nó lạng qua lộ bên đây, mình với nó chạy cùng chiều mà tụi tao chạy sát bên bờ của mình. Yeah. Bên mé phải của mình mà sát lề luôn. Yeah. Xuống chùa Bà Nước Hẹ mới xuống dốc hơn hai, nó để cái rầm ruộng nữa, hai người tao lết bằng đây ra tới quán mới ngừng lại được. Xuống dốc mà nó đụng lăn mấy tua luôn, trầy cù chỏ, trầy đầu gối. Chiếc dép mà lăn vậy không rớt chiếc dép cũng sọt mắc kẹt thì giò bốn ngón luôn. Chiếc dép mũ chú ngoan đó mà trổ bển mày tính đâu nhẹ. Cái cần đạp cây sắt đâu một tay cái nó quẹo lên trên. Mấy đút chìa khóa vô đạp nhúng ra mấy ngay rồi. Tôi nói đây là cái nghiệp chướng của mình, phải tới giác đó chịu. Ai nấy mang phước, ai nấy hưởng nghiệp, ai nấy mang. Không nói nặng như chữ tiếng. Không ai đỡ ai được chứ. Đỡ cho nổi đỡ. Cha mẹ vợ chồng với nhau cũng không đỡ được. Cây mà có nói ông Tư đỡ cái đầu rộng nó hư hả ông Tư? Này phải không? Cái này. Thôi cây đầu rộng cái kia. Cây đằng đó. Cái cây của con nó bị, nó không có cái lỗ này mà nó cái đầu trước nó bị gãy. Nó gãy cái lúc mình lên xe hay sao á, con không biết. Chặt cái nó chứ lên xe sao gãy nó. Cái lúc mà rồi chắc là cái lúc mà gịch da không được. Bứng gốc lên, lúc mà bứng gốc lên á. Ừ.
xem xong nó gãy bọ thuốc. Đúng rồi, cái đó. Cái này phải biết lấy chừa cái mỏ này, cái cũ này. Vậy cái đó gãy rồi sao vậy? Vì nó không biết lấy, nó chặt ngang cũ này bỏ, cũng như con vật nó cắn con chim hay con gì nó tha vậy đó. Như bữa đó tối quá, rồi đi lấy nó cũng khó. Cái đó ông Tư uống sơ lại được, khỏi uống luôn cũng được, cái gốc đó. Cây nào không phải uống. Mà nay già ghê luôn đó ông Tư. Cây này già nhất nè, dạ. Cái này lỗ này cái như ấy đi, hư nè. Con này chắc không gãy nổi đâu vừa. Đây nè, nó có con đường dập ngang này, hồi nhỏ xeo lên đó. Cây này được nè, cây này nếu mà còn ông Tư làm giống cái cá ông Tư nói được á, nó giống như cái cắn cái con gì đó. Để cho dài. Mà mình không biết lấy gậy nó khó lắm. Cũng như cây này con bán đâu được. Nó ăn muốn trổ bệnh rồi. Nó ăn mà còn măng á. Cái đó nói họ không được không Tư? Nói thì nó xấu. Cắt bỏ luôn, nói vô. Nói phải dù lỗ chứ. Lấy cái đầu này không à. Dạ đúng rồi. Gắn qua mấy cây, cây khác. Dạ đúng rồi. Cây mây này dài nhất trong đám này. Nhà nó bị gãy. Cái cùi này như cũng gãy luôn rồi chứ. Gãy. Dập đây, đây nè. Chả nó cũng y chang vậy đó. Nó lè thì nó không lè. Lên đó. Dạ lúc mà bệnh lên con nó bị. Con phải ấy cho hết để xeo qua xeo lại gãy trên. Mà cái này cái cây mai nó cứng thiệt chứ. Qua dao đưa vô mà nó nhá nhá lửa luôn. Không chặt nó thịt thôi, chặt trợt cái lửa xanh lè. Dạ. Ủa quá. Cây này dài nhất. Đây nè, con ấy vợ nhỏ dập qua tới đây nè, thấy không? Không, có cái dấu kiến cắn tôi rồi. Không, cái dấu kiến là riêng đây nè, dặn nó dập đây nè. Nó à, gãy không, dám gãy không? Không gãy mà chờ được. Cái này lớn lớn tuổi chống yếu quá là nó nguy hiểm. Không, cây này chắc chắc chứ không chống nó đâu. Nói được mà mình nói, nếu mình nói khoan nói được. Qua con cũng cạo hết này, cháy ra cái cây thật xa hương qua nó cũng bị cạo ra nó trông thơm ghê luôn. Lột vỏ chứ cạo gì? Dạ đúng rồi, con lột vỏ nha. Không dặn lấy vỏ gói để dành. Có phơi khô hết. Cây nó nhặt mắt á. Cái này mà con làm cái cán dũa hay cán dao nhỏ cái đời đời. Chảnh qua con cắt ra khúc, còn cái khúc kia con cạo sạch chân con chừa luôn, con có bỏ đâu, nó cứng cái khủng khiếp trời. Cái này, thấy cái này. Con làm cán dũa nó không à. Dạ. Mấy cái này tầm vong mình cho cứng lại nó. Không cứng bằng lắm luôn. Với nó không có tét giống như tầm vong mình, nó tét sớ, còn này nó không tét sớ nha. Con thấy tưởng cây nó bà lớn chứ không phải, róc ra còn nhỏ nữa. Nó còn da nè. Ngày cạo rồi phải để cho nó khô cái nữa mới uống được, còn mới uống, uống xong uống mới cơ cơ. Uống rồi chứ mới cạo. Không cạo rồi con uống hư rồi. Nó đen phải không Đức? Ừ. Cạo tới cái lớp đỏ này nè. Đó. Dạ.
Rất vậy rồi con cảm ơn. Mát bén ghê. Bằng đích bơ gió 105. Bỏ mấy năm nay đâu mạnh. Mạnh bắt lôi đá vui ra quay. Hú quay là sao không thức? Hả? Quay cho nó bán lại hả không thức? Ừ. Ờ. Mát ông đi đồng này mày cầm con nó được. Quay pin cái mát nó được. Khóa cái cán kia không khóa cái gì, khóa cái mũi. Cái lửa kia ghê gớm quá. Anh hai mẹ cho nó 3-4 cái là cán là đẹp không? À, chân trà đấy con. Ừ. Đủ mà không có tiền uống rượu đổi ra hết. Cái này cán vậy 5 lít rượu đấy đâu phải hết đâu. 5 lít rượu quá quá rẻ. Ờ, 50, 60 ngàn. Mà chết mà nổi. Ờ, 5 lít thì đem lại con cái cán đổi cho 1 chục. Bữa đó ảnh đòi xin cái dao này nữa cho không mày 2-3 cán nè con trà sáng giới đấy. Cây này nữa chắc cây đó chừng nữa chắc cái mũi đó chắc nữa là phải uống lại tí xíu nữa uống rồi hết nữa con mai nào cũng phải uống không được. Mà uống bây giờ nó cũng dễ lấy cái khò nó chút xíu là uống được khỏi uống lưỡi than. Ừ, cầu lưỡi than khò này. Con thấy nó bự tùa róc ra lớp này rồi mình cạo cái đó. Mà cỡ này là vừa chống lắm. Mấy bà già khoái lắm. Cây thằng trà hương thấy chứ gốc ra nó bự ghê chứ gốc ra nó còn có chút xíu à. Ừ. Nó không quá lớn. Rồi nữa nó tớp lại bởi ông kiếm trừ hao một bắt tay đó. Ông da nó cũng mỏng. Ông đi lấy gậy là về 10 cây là chắc ăn hết 10 bởi mình biết. Như bữa đó đi tìm mấy cái bụi này nó khó không thưa? Nó không có. Nó gặp. Như đi trễ mà đi có nhưng mà phải đi sâu vô trong nó mới có. Đi sâu vô trong mới tha được. Nẻo về rồi nữa làm sao cũng gặp được. Cây đó là hư bỏ đó, không xài được. Lấy cái củ này chắc quá. Cây đó không ông kêu bỏ đi, con nói thôi lấy về có làm gì làm cho bỏ thì nó ổn. Cái cây mà nó lên được nó mới lớn rồi bỏ nó ổn. Cây mây mà nó già nó lột nhiều hết từ 15 năm. Yeah. Chứ không phải như mình tưởng tượng 1-2 năm đâu. Nó lột hết gai về mà nó xanh lè rồi còn đẻo vô cái hết gai luôn. Mấy cây này là mấy cây không? Mấy cây này không còn gai, từ dưới lên ngọn còn không thấy gai luôn á. Dễ gì trên ngọn nó dễ gì hết vậy. Con không thấy. Có nó giống như lá đụng đỉnh vậy không được. Ừ, nó bò tuốt một cây. Nó còn một loại mây xanh nữa, cái lá của nó giống lên giống như cái lá cao mình vậy đó. Giống như cái lá cao tre mình vậy đó. Nó nói mây xanh không chắc hả? Không, ông nói nó không chắc. Mà thật sự ra thấy chặt cái cây của nó thấy nó mềm hơn này, nó không cứng bằng này. Ừ. Con cán búa ra nè. Nào gặp cái gì nó cũng muốn khoái nữa.